tiên Khương Ngọc và sự đồng giới thiệu diễn viên Thùy Trang, cùng với sự đồng hành của cặp vợ chồng hai bạn Trung Tính và Lê Tâm. Cát Tường xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Xin giới thiệu diễn viên Mai Phương, thạc sĩ tâm lý Tô Nha. Và đặc biệt hôm nay chúng ta còn có sự đồng hành của diễn viên Lan Phương, diễn viên và ca sĩ Lan Trinh, cùng hai bạn trẻ đó là bạn Uyên Di và bạn Bảo Anh. Thưa quý vị, trước tiên thì Cát Tường xin được giới thiệu những vị khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay: ca sĩ Hoàng Bách và chuyên gia tâm lý Linh Trang. Thưa quý vị, trước tiên Cát Tường xin được giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chương trình chúng ta ngày hôm nay: thạc sĩ tâm lý Tô Nha, á hậu điện ảnh Dương Cẩm Linh. Và trước tiên thì Cát Tường xin được giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu người dẫn chương trình Ngọc Hương và thạc sĩ tâm lý Tô Nha. Trước tiên Cát Tường xin giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chúng ta: chuyên gia tâm lý Linh Trang, diễn viên Lan Phương và bác sĩ Lan Hải. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, trước tiên Cát Tường xin được giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chương trình chúng ta ngày hôm nay: cô Lý Thị Mai, thạc sĩ chuyên gia tâm lý, và vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý, Bích Trâm. Theo thường lệ thì Cát Tường xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý, thạc sĩ cô Lý Thị Mai, diễn viên Gia Bảo